ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước. Tại kỳ họp bất thường lần thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét bầu ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi thông qua danh sách đề cử, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước với tỷ lệ 487/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 98,38% tổng số đại biểu Quốc hội. Sau khi nghị quyết được thông qua, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ. Ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê quán xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Trình độ thạc sĩ triết học, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 dự khuyết 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng 12, Thường trực Ban Bí thư khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 12, 14, 15. Ông Võ Văn Thưởng từng giữ nhiều chức vụ như Bí thư Quận ủy 12 thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2016, ông được Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Năm 2021, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư.